À, vâng, xin chào tất cả mọi người. Thì cái video trước em cũng đã giới thiệu cho mọi người về cái dòng DAC của Crown. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào một cái sản phẩm khác của Crown, đó là dòng S8 mọi người nhé. Đấy, thì đây là cái dòng loa Buchsel nhỏ gọn, phù hợp với chúng ta là để phòng ngủ này, hoặc là phòng làm việc này. Nói chung là không gian nhỏ nhé, chứ mọi người mà để phòng khách hoặc là rộng ấy, thì nó không lên được tiếng bát đâu, nên là mọi người lưu ý cái này nó chỉ để một cái phòng nhỏ nhỏ hơn, à phòng nhỏ nhỏ thôi. Đây là cái dòng loa toàn giải đấy, mặt trước rất là đẹp mọi người không nhận không, và loại loại này thì nó không có e căng nhá, có nghĩa là nguyên bản như này đấy, hàng nguyên hộp xốp nó như thế này, hộp xốp thì em đã bỏ ra ngoài rồi. Nguyên hộp xốp thì nó như này, không có e căng. Kích thước đâu nhỉ? Cái con này là bát 12 mọi người nhá. Đấy, dòng này là dòng bát 12 này, được chưa? Nón giấy này, đấy, và gân cao su ngược. Đấy. Xương là xương gang, được chưa? Xương gang, gân cao su ngược và nón giấy, nhìn rất là đẹp luôn. Màng cũng là màng giấy nhá. Đấy. Cái mũi này thì là thép. Về cái nói chung về cái vấn đề mà thẩm mỹ của Crown thì chúng ta phải nói là em đánh giá hãng này phải được tầm khoảng 9 điểm luôn. Vì kể cả loa này, kể cả về DAC này, đấy, và kể cả là âm ly này, đấy, đây như con DAC, con D8B của hãng này. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Và các cái thiết kế của hãng này nói chung là nó rất là thời thượng, nó rất là bắt mắt người dùng đấy. Nhìn rất là châu Âu luôn. Lát nữa thì em sẽ test cho mọi người sử dụng con đác này kết hợp với một chiếc âm ly. Đấy, chúng ta sẽ không có chỉnh bát tép nhé, kết hợp với một chiếc âm ly và đánh cái đôi loa Crown này. Đấy, có nghĩa là chúng ta sẽ chơi một cái combo của nó. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn vào cái loa này một chút này, vì cái video này mục đích chính của chúng ta là cái loa mà. Chiều cao của loa là 22 cm mọi người nhé. Đấy, 22 cm để chúng ta có thể là cân đối với cái việc mà để phòng. Và chiều ngang nó là 14 phân rưỡi, được chưa? Bát 12 và chiều sâu của nó là 19 phân nhá mọi người nhá. À, 19 phân, nhưng mà nếu mà cộng cả cái bắp chuối ấy, cái giắc loa sau ấy, thì nó khoảng 21 phân, được chưa? Nó khoảng 21 phân nhá, tại vì đây này, vì là cái cọc loa thì nó lồi ra một chút, mà nếu mà chúng ta đấu thêm thì lại sẽ phải nới thêm tầm khoảng 2-3 phân nữa. Đấy, để cái loa cái dây nó thừa ra mà thì áng chừng nó rơi tầm khoảng 2-3 phân. Đấy, còn nguyên bản như này nó khoảng 21 phân này. Đấy, 21 phân là bao gồm cả cọc loa, mọi người nhìn rõ chưa? Rồi, cái vỏ của nó là gỗ mọi người nhé, gỗ. Và em cũng không hiểu là cái cách thức sơn hay là cái cách thức sản xuất như thế nào, nhưng nói chung nó là một màu trắng rất là đẹp và không bám vân tay. Ví dụ như những cái đôi loa bây giờ thì nó đang thịnh hành cái dòng đen piano, à pen đen piano, cái dòng đen bóng ấy. Thì ở đây thì nó lại là màu trắng, kiểu là trắng mờ đấy, kiểu nhám này, rất là đẹp luôn, rất là thời thượng. Mọi người cứ hình dung ra cái gì nhỉ, cái kiểu cái trắng như cái phấn ấy. Đấy, y kiểu đấy, trắng toát luôn, rất đẹp. Cái này mà anh em để phòng làm việc hoặc là đề co đẹp thì thôi rồi luôn. Đấy, chúng ta đi sâu một chút vào cái vấn đề về kỹ thuật này, thì đây là cái dòng Crown S8. S8 là speaker, model là nó sẽ cùng với D8, D8 là DAC và A8 là Crown. A8 là con amplifier, đấy, amplifier A8 đấy, thì nó là A. Nói chung chúng ta để ý với tới những cái chữ chữ đầu tiên đấy, thì nó đi theo combo mà A là amplifier mà, còn D8 là DAC, còn S8 speaker là loa. Cái dòng loa toàn giải nói chung thì mọi người để ý là cái tần số, cái khoảng tần số của nó sẽ không cao nhé, nó không giống như cái kiểu mà loa có bát có chép hoặc là 20 Hz đến 20 kHz. Đấy là những cái loa mà toàn nó gọi là nó
3 giải hoặc 4 giải đấy, 3 driver hoặc 4 driver đấy, có bát riêng, tép riêng thì nó sẽ bát nó sẽ xuống được sâu, hoặc là bát tầm 30 hoặc các thứ thì nó càng sâu thì nó càng xuống được sâu, còn các cái dòng mà toàn giải thì nó không xuống được. Chính vì vậy là bát thì nó tép hết cỡ, đánh hết cỡ thì nó xuống đến 70 thôi nhá, chứ nó không thể nào mà nó xuống sâu được như các cái loa khác là khoảng 30 hay các thứ thôi. Đấy, còn đây là cái hãng người ta ghi là 70, còn chép thì lên được khá cao 19. Đấy. Và đây của nó là màu trắng này, đây là kích thước này, còn đây là số seri này. Đấy chưa? Độ nhạy 92 decibel, khá là cao. Và chơi ở chế độ 4 ohm nhá, 60W 4 ohm. Cọc loa thì bắp chuối mạ vàng rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Chúng ta có thể là xỏ dây để xoáy, đây nó có lỗ mà, xỏ dây để xoáy, hoặc chúng ta cũng có thể là bắp chuối, đút cái rác bắp chuối cắm ở đây. Tất cả là ốc lục giác, nhìn rất đẹp đúng không? Lỗ thông hơi sau. Mặt dưới của chúng ta thì sẽ có đệm mút cao su để chống rung. Bây giờ em sẽ tháo sơ qua một chút này để cho mọi người xem về cái củ của cái loa này nhé. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tới vấn đề là test âm đi. Đấy. Test âm thì những cái loa này thì nó sẽ phù hợp với những cái bác khách hàng mà có tuổi rồi, chúng ta không nghe bát quá nhiều, không nghe chép quá nhiều, nhưng mà chúng ta thích cái giải chung nhiều hơn, thì toàn giải mà, toàn giải thì nó rất là lợi chung, nên là rất là phù hợp với những cái bác khách hàng mà có tuổi rồi. Mọi người tháo loa này thì lưu ý một chút là khi mà chúng ta tháo, chúng ta phải đỡ cái tay vào đây nhá. Đấy, tránh trường hợp mà nó trượt cái mũi vít mà đâm vào đây là toang đấy, là vứt đi đấy. Đấy, chúng ta sẽ giữ vào đây. Đấy, và nháy khoan một chút thôi. Kể cả là dùng khoan hay là dùng tô vít cũng vậy. Rất là nhiều anh em mà nhỡ tay đâm phát vào đây nữa. Tục luôn đấy. Luôn phải để cái tay đỡ ở đây. Đây em sẽ gỡ cái cổ ra một chút. Thì cái loa này nón của nó là nón giấy, nên là mọi người lưu ý một chút là khéo khéo tay nhá, giữ nhá, chứ cái nón này mà nó móp là mất cái độ thẩm mỹ đi. Đấy, mọi người nhìn thấy không, cái cổ của nó rất là gấu đúng không ạ? Làm châm này, làm châm 8 phân luôn. Đấy, và làm châm 2 tầng. Đấy, côn này, côn khá là to đúng không, xương gan. Đấy, nhện ở trên. Em xem con này thì không có phân tần mọi người nhá, toàn giải mà không chơi phân tần, sẽ đánh thẳng trực tiếp. Đấy, mọi người nhìn cổ này, có chất lượng không, hai tầng làm chân luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào test cái loa này nhá. Rồi bây giờ thì em kết nối chiếc điện thoại này, kết nối đường dây OTG này, chúng ta chơi từ phần mềm Hi-Fi Music nhá. Đấy, Hi-Fi Music, và kết nối xuống con đác D8B. Được chưa? D8B này. Đấy, và dùng âm ly A8 của Crown luôn. Chúng ta sẽ test luôn bài nhé. Và mọi người lưu ý này là cái loa này thì nó sẽ phù hợp với chúng ta mà chơi nhạc cụ này. Đấy, hoặc là nhạc cụ hòa tấu này, hoặc là đàn cò sáo nhị, đại loại như vậy. Chứ còn nếu mà những cái nhạc mà nó nhiều bát, hoặc là mọi người chơi nhạc vàng các thứ là nó không phù hợp đâu. Hoặc là nhất là DJ, DJ. Đấy, DJ thì không phù hợp đâu. Hoặc là nhạc non tốt là không phù hợp đâu. Mọi người lưu ý nhá. Tiếng rất rộng luôn. Chiều mưa không có em
bờ đá không duyên âm thầm, chiều mưa không có em, sông bấm mây không buồn trôi, gọi mùa thu lãng quên vào tiếng mưa rơi êm đềm, trời còn mưa ướt thêm cho dài ngày tháng không tên, chiều mưa không có em, đường phố quên chưa lên đèn, chiều mưa không có em, biết lấy ai chưa hơn tôi, trời mùa thu lắm mây còn bước em đi quên tay ôm lẻ loi cho mình còn mãi thương nhau, chậm lặng người đi qua trên đường phố rét mưa dấu chân chưa tìm. Đây em sẽ thử cho mọi người một đoạn nhạc cụ này, nhạc cụ đi. Thôi em xin phép là test một cái đoạn ngắn ngắn như vậy, thì là mọi người có những cái suy nghĩ gì, mọi người có những cái đánh giá gì về cái đôi loa Crown này thì bình luận xuống phía dưới video giúp em nhé. Và em xin phép là báo giá luôn cái đôi này thì giá là 2.800.000 mọi người nhé, 2.800.000 bao ship toàn quốc. Đấy. Vâng, xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo. Xin chào.